Rồi, thân mến chào cả nhà nha. Hôm nay đầu tháng chuẩn bị bón phân cho mấy cây sứ để nó phát triển xanh tốt rồi. Luôn tiện giới thiệu một loại phân cho quý cô bác thì mình dùng luôn. Sẵn quay một số cây sứ con, cây sứ lớn rồi mình cùng ngắm chung cho vui luôn nha. Để quay mấy cây sứ con mình ngắm trước đi, chút nữa bón phân giới thiệu với loại phân sẵn em bón phân rồi luôn cho nếu quý cô bác mình có cần mua phân thì mình xem nhé. Nếu mình nghĩ thì mua ủng hộ phân bón này, bên em đang chuyên dùng để những cây sứ nha, phát triển rất là tốt luôn. Đây là cây sứ con, em sứ con gieo hạt. Chơi cây nếu mình gieo từ nhỏ như vậy này, khi mà thấy mình già á, nếu mình gieo á mà nó đã lên được thành công á, mình ăn chờ thời gian nó sống thành ra bông hoa kết trái rồi rất là vui luôn. Chơi sớm thì nó cũng có nhiều niềm vui, từ nhỏ chăm từ nhỏ, khi nó ra bông mình thấy rất là đẹp. Đây là mấy cây sứ lớn nè. Bên tay phải đã. Bạn nhấn lên đây. Cây này nó cũng vừa thấp. Vừa lên. Con ngắm mấy em nó phát triển từng ngày. Ngắm lá thôi còn thấy cũng phê ha. Coi gốc sứ tầm ngọc gốc yêu thank you.
chuẩn bị ra bông rồi nè, sắp nở, cây này sắp nở rồi nè. Đây nữa nè. Đây có mấy em lá cẩm thạch nè. Lá viền trắng, nó không phải hơi cẩm thạch giống cái kia mà cái này nó cái lá được cái, nó có cái viền trắng xung quanh ở ngoài cái lá, lá viền trắng. Chức năng nói chung là nó dùng được rất là nhiều loại cây nha, cây ăn trái, những cái cây thông sang vườn mình tất cả đều dùng được hết nha, cây mai, cây đào, cây gì cũng được, cây chanh, cây quýt, cây ổi gì cũng dùng được hết. Phân nó là phân viên vậy nè, phân hữu cơ tan chậm nha, cái này nó cũng rất là dễ sử dụng luôn. Đây, dùng thử áp dụng cái cây này em bón thử nè. Như cái cây này đang nằm trong chậu C9. Cây này thì cô bác mình có thể dùng khoảng chừng 5-6 viên cũng được. Khoảng chừng 5-6 viên thôi. Khoảng chừng 5-6 viên như vậy thôi. Thì mình nếu mình dùng số lượng ít ít thì nửa tháng mình bỏ cho nó một lần. Mình có thể dùng như vậy nè. Đó, mình để xung quanh gốc của nó. Mình rải xung quanh gốc của nó. Dễ lắm. Dễ dàng. Mình rải xung quanh giáp vòng gốc của nó đi. Xong cái nếu như mình rải xong như vậy nè thì mình nên tưới nước liền nha, mình tưới nước đẫm luôn, tưới cho cái hạt phân này nè nó tan ra để nó ngấm từ từ cho cây nó tiếp thu, nó ăn phân từ từ nha. Còn mình muốn cho nó hiệu quả hơn, tốt hơn á, thì cô bác mình khi mà mình để cái hạt xứ hạt phân lên như vậy nè là mình cho thêm một lớp đất trồng lên. Ví dụ mình cho thêm một lớp đất trồng để cho nó phủ cái viên phân này lại, để cho cái hạt phân nó không có bị khô á, nó sẽ dễ tan hơn. Hạt phân nó không bị khô thì nó sẽ tốt hơn. Mình cho một lớp chất trồng á cho nó lấp hạt phân lại, như vậy thì nó sẽ bảo đảm an toàn hơn. Còn nếu như không nữa, nếu như mình không có dư đất trồng á thì mình có thể dùng như vậy nè. Đó, như cái chậu vậy phải không? Thì mình lấy ngón tay mình ấn xuống như nè. Ấn cái lỗ xuống, cái mình bỏ cái hộp phân xuống, đó. Bỏ hộp phân xuống cái mình lắp lại, rồi như vậy thì nó dễ dàng hơn, rất là đơn giản luôn. Đấy. Cái mình chậu nào mình muốn bỏ phân á, thì mình ấy cái lỗ xuống, lại lại. Cái này thì mình chỉ áp dụng cho những cái cô chú nào, anh chị nào mà trồng số lượng ít thôi, ví dụ 10 cây hay là mười mấy cây rồi nó mình làm nó tiện thôi. Ví dụ trồng nhiều mà làm kiểu này thì thôi thua luôn. Đó. Lắp lại vậy là xong, rất là dễ dàng luôn. Rồi thì cái phân hữu cơ tan chậm này bên em đang bán giá là 100.000 cho một bịch như vậy nha. Bịch như vậy có trọng lượng là 2 kg. Thì bên em sẽ miễn phí ship cho đơn hàng từ 2 bịch trở lên nha. Cô bác anh chị nào có quan tâm thì mua ủng hộ nha. Cây trong vườn mình nó kém phát triển, còi cọc rồi thì mình có thể dùng thử nha, xem thử coi nó có thích hợp với những cây trong vườn của mình hay không. Cái cây này mở ghép nè.
Rồi cũng mến chúc cho toàn thể cô bác anh chị mình một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc hết nha.